Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo, xin chào 500 anh em. Tôi cơ sấu cho 500 anh em. Tôi Bất Tiến chào 500 anh em. Tôi Phương Bèo chào 500 anh em. Ok các bạn ạ, dạo gần đây thì anh em mình làm một clip nào đó thì toàn chơi một đàn các bạn ạ. Bởi vì nó rất là nhiều, hôm nay cũng vậy, anh em mình sẽ nướng một đàn rắn các bạn ạ. Hiện tại thì trời đang mưa và trời rất là âm u, nhưng mà anh em mình vẫn quyết định quay. Bởi vì công sức cả đêm hôm qua anh em mình đi bắt được một tải rắn các bạn ạ. Rất là nhiều rắn. Bây giờ thì Cương sẽ bỏ ra cho mọi người cùng xem. Nói chung là món rắn này thì nó bình thường thôi, nhưng mà nó dân dã các bạn ạ. Cắn xong giờ xẹo đây tay. Qua bạn dám bắt đâu, toàn tôi bắt. Đây các bạn ạ. Đây các bạn này, rất là nhiều rắn này. Em bắt vài con ra cho các bạn xem. Anh ghi em thấy con kia nó ngốc ngốc đầu. Bạn ơi sao bạn lại còn đeo cả tay, còn đeo cả cái trên nữa. Tôi không sợ rắn cắn đâu, nhưng mà con rắn sợ nó ghét con nghèo cũ tôi rồi phải che lại rồi cắn được tay rồi. Sao con này nó béo này? Này béo như nợn. Nói chung là đàn rắn này hôm qua anh mình đi bắt ấy, thì có con nhỏ có con to, nói chung là size nó không đều nhau ấy các bạn ạ. Kiểu như là bắt có những lơi ấy, nhưng mình bắt được gọi là một đại gia đình nhà rắn ấy, rất là nhiều. Con này đây các bạn nhá. Bắt ấy. Bạn nào cầm hộ tôi không qua bắt cầm hộ đây. Cầm hộ tôi cầm khác à. Thôi thôi. Một tiêu qua bạn bắt bằng đây đây các bạn ạ. Cương bảo là Cương không sợ đâu, nhưng mà phải quấn vài vòng băng dính để cho nó đỡ cắn các bạn ạ, đỡ cắn vào tay này. Tối hôm qua là rắn này thì nó không có độc đâu, bởi vì đây là chỗ mình nó gọi là mấy con rắn nước thôi, nên là không sợ đâu có độc đâu. Nhiều lắm. Hay là anh em mình đổ ra xong để bắt nhỉ. Bây giờ thì anh em mình sẽ mang số rắn này về làm thịt và đem đi nướng các bạn nhé. Trời đang mưa nên là cũng rất là sợ, khi mà đang nướng thì anh em lại ướt người, trời lại rét nữa. Ê, con gì nó thọt. Ôi, đây là lên lửa tái. Nói chung là trời mưa thì anh em mình vẫn cố quay, bởi vì không thể bỏ lỡ một món ngon được. Nên là bạn nào xem clip này thì hãy ủng hộ anh em mình bằng cách like và chia sẻ video, ủng hộ anh em mình nha. Bây giờ anh em mình sẽ đem về để làm thịt rắn các bạn ạ. Anh em mình đã vừa gọi là nhúng qua nước sôi mấy con rắn này, để bây giờ anh em mình sẽ cạo da ra ấy các bạn ạ. Da của nó kiểu nó rất là dễ cạo rồi, anh em mình chỉ tuốt cái là da nó bung hết ra. Xem có mấy con đây. Anh em mình hôm nay sẽ nướng luôn cả cả da luôn nha các bạn nha. 3 con, 4 con, 5 con, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 con. Ôi, đây vẫn xong rồi. Vậy là một đàn rắn này là tổng là 13 con các bạn ạ. Đấy em cạo luôn đi. Em lấy tay em tuốt là nó ra luôn đó. Cái da của nó ra bắn bên ngoài các bạn. Chóc ra. Nói chung là làm rắn này thì cũng đơn giản thôi. Nhìn con này, con này khi mà đánh lớp da bên ngoài thì nhìn màu đẹp khác luôn các bạn. Luôn. Cẩn thận vào cái răng của nó nhá. Cái mặt này có da không? Có hết em. Đó. Cạo ra. Phúc em ăn rắn nướng bao giờ chưa? Rắn nướng như là em chưa ăn rắn nướng bao giờ. Thế thì hôm nay em sẽ được thử một đàn rắn nướng, vị của nó như thế nào. Anh em mình ở nhà đã thịt rắn xong, bây giờ anh em mình sẽ mang ra đồng và chuẩn bị nhóm củi để anh em mình cho lên nướng các bạn ạ. Đây là những con rắn sau khi mà anh em mình đã làm sạch này, mổ bụng các kiểu. Như lúc đầu mình nói thì anh em mình sẽ để nguyên cả da để anh em mình nướng. Bây giờ thì Tiến sẽ sát muối ớt vào để anh em mình ướp một chút rồi đưa lên để nướng. Để múc hết nước ra. Sau khi mà anh em mình sát muối ớt vào những con rắn ấy thì nó có một cái màu gì đấy rất là quen thuộc với anh em mình các bạn ạ. Bởi vì anh em mình thường cho rất là cay nên là màu nó cũng khác luôn. Cái Cương làm quan gọi đi. Anh ngại gì đâu, anh ăn bình thường chắc nó cũng chỉ ngọt ngọt vui. Dai giòn sơn. Dai giòn sơn sơn thôi. Cái gì đâu. Con này béo thật. Con này kiểu
ăn đồ ngon nhiều thì nó béo. Như anh Cường vào lúc đầu lợn nhìn như con heo sữa. Còn nó xong rồi em để cho nó ướp cho ngấm đi. Nhiều quá các bạn ạ, một đàn rắn rất là nhiều. Tí hai anh em nếu mà có đi vệ sinh ấy, thì nhớ bảo mấy anh em kia là ra kiểu quần lộ. Bảo hết trường trung anh ạ. Dạ, bảo rồi ạ. Dặn rồi, bởi vì mấy anh em là tay không gọi là cầm ớt các bạn ạ. Ớt giã này thì nó cay phải biết luôn. Hơn nhau là chỗ anh em nên là anh em cứ buồn thì cứ bảo anh em là sẽ có người ra giúp. Than thì ở đây như mình đã nhóm cháy rồi các bạn ạ. Không biết là anh em nào để cái cối đây làm cái chân để kê ấy, thì nữa mà nó bén lửa nó cháy mất thì là sụp đổ cái dàn của nhà mình, mất ăn luôn đấy. Em cho vào đi đấy nữa. To này kia bao giờ cháy đấy bên này. Okay. Sao nó cấp kiễng vậy? Em lật lại xem nào. Bên này nó hơi bị thiếu. Anh cứ đặt đây, em. Thôi rồi, em cho vào đi. Em cái... cho rắn vào đi xem nào. Cứ các bạn mổ hộ tôi một tay được không ạ? À dạ vâng ạ. Đây đến lượt tôi. Em cho lùi lại đi. Đó. Ok. Rồi, cho lớn đi em. Đây. Tay của em một tay được không ạ? Giỏi ôi. Gọi là ngon mê. Một tay là chỉ một tay thôi. Trời kiểu gió với mưa lạnh lạnh xe xe ngồi quanh đây thì tuyệt vời luôn các bạn ạ. Không có gì ấm cũng bằng luôn. Tròn một dàn luôn đấy nhở. Bắt đầu tính than lổ. Chắc là đẹp đấy. Ui giời. Con này nó dài quá rồi. Xe lở. Cho tôi đăng ký con xe S. Xe L. Xe L kia hôm qua tôi bắt được ấy. Cho bạn. Khoảng độ 10 phút anh mình nướng thì những con rắn này nó kiểu nó rất là dễ chín đấy các bạn ạ. Bởi vì người của nó mỏng mà nó cứ quằn lại như là cái lò xo các bạn ạ. Anh mình bây giờ sẽ phải nhấc ra thôi. Có một số chỗ nó kiểu nó hơi bị cháy xém xém rồi. Nên là anh mình sẽ phải nhấc ra luôn, không nó cháy hết là tí ăn nó mất ngon các bạn ạ. Bên này thì Phúc đang chế một bát nước chấm này. Thơm nhỉ? Ừ, thơm đâu anh ạ. Thơm lưng luôn các bạn ạ. Cứ quần lại như mấy cái lò xo. Quần là quần ta là vằn. Tí ra đất. Này quảng ngao. Nhìn lồm khổm. Anh như mình nướng xong thì kiểu lúc đầu thì rắn nó không bị cong ấy thì nó rất là bẹp, nó kiểu nhìn nó rất là ít ấy. Bây giờ nướng thì nó cong vắt nhìn như kiểu cái thanh bỏng ấy. Ôi, thịt nó giòn lắm rồi anh ạ. Thịt được nhìn ngon nhỉ. Xương cũng giòn luôn. Ôi, nhìn nó thịt đẹp quá rồi. Ui. Ui giời, nó vắc vào nhau luôn cồm cả. Mình mời tất cả mọi người nhá. Nhưng ăn cảm thấy không giòn lắm. Giòn. Đây này em phải xé như kiểu của Tiến này, em xé thịt theo cái sợi của nó ấy. Úi giời. Chấm ăn từ cái da chứ không. Em tưởng ngay ăn được cả xương, em làm miếng cả xương. Mình mời tất cả mọi người nha. Mời tất cả bạn nha. Bùi bùi. Đi anh, mình mời tất cả đấy, mọi người. Đấy, 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 đấy,
cương phải xé như này này, cậu xé theo thịt sườn của nó ấy. Chứ lại nhai cả xương thì đúng là nó dài quá. Lần đầu thưởng thức rắn à Bình? Em đây lần đầu em ăn đấy. À bạn ơi, bùi dài. Thịt cứ giật giật dài. Thịt ngọt quá. Thơm nhỉ, dài dài. Thơm, muối ớt. Là một chút bia tuyệt vời luôn. Uầy, thịt dài dài chắc đây, chắc. Đây gặp đây, tiến xé như này. Đây là kiểu xé theo cái sườn thịt của nó. Uầy, dài rắn dài quá. Ủa, thơm dài thơm thơm ấy. Anh thấy thơm lắm. Đây xé hai bên này là tiền. Đúng rồi, em xé hai bên đi đấy. Anh giờ biết ăn thơm lắm. Anh đã ăn thịt rắn bao giờ đâu. Ướp tỏ nửa cái cây. Bạn ơi, bạn nhìn tôi xé này. Bạn nhìn này. Nó không giống. Bạn nhìn bạn bóc xương này. Bóc theo cái xương sống này là hết xương. Thế thôi. Hay nhỉ? Thế thôi, xé ra đây mình ăn luôn. Đấy, mình toàn thịt. Mình toàn thịt. Uầy, bóc chuyên nghiệp quá. Đây à? Đúng không? Đấy. Toàn tan thịt này bóc ăn phí lắm. Thịt ngon nhỉ? Vẫn còn thịt đây. Thịt đấy. Thịt tôi cứ hồng hồng ngon vãi chó luôn con ạ. Giặt ra thế thôi. Đơn thì giản ra, thì ra đây là cách ăn thịt rắn mọi người ạ. Lần đầu tiên mình biết ăn thịt rắn là bóc như thế này. Cứ cố bỏ cái kém ăn nó hơn như con nữa. Anh em hôm nay ăn thịt rắn thấy vị như nào? Thơm dai. Rắn nướng thơm lắm. Cái dai dai mà lại cái vị bùi của cái nướng này. Ăn hơi dai dai. Chứ là ăn nướng mà xém xém nữa. Nhưng mà có những cái chỗ hình như anh thấy nướng hơi quá hay sao ấy. Đây, chỗ đấy giòn anh ạ. Không, chính ra em lại sở trường của những chỗ đấy. Đồ anh dạy để em đi. Đây, em xé một chút thịt ra cho mọi người cùng xem. Trong một xương này nhá. Đó, thịt rắn nó kiểu cái xương này xé là theo sợi như này các bạn này. Đó. Này nó hơi đứt. Em tước ra là ra. Đó, ui dồi. Nó cứ kiểu như xé sợi thịt gà. Cái này nó bị thoái hóa đốt sống. Thoái hóa đốt sống ạ. Xương nó hơi yếu. Xương giòn quá. Nói chung là anh em lên nhai cả xương. Đôi khi là rất tốt cho xương đấy. Cắt gì? Mùi ớt này cay à. Mình chấm thêm này. Hơi mặn tí. Ủa, chấm ít thôi để vừa. Tao đã ăn xương sườn cháy. Ngọt, thịt rắn thì quá ngọt, quá dai rồi. Thêm muối ớt tê tê. Ngọt chứ. Ngon quá. Ăn một cái mùa mưa phùn này. Úi giời, chẳng biết bà rồi. Ok. Chưa vào mình ăn thịt rắn hôm nay ăn lần đầu tiên đấy. Em ăn vài lần rắn rồi nhưng mà rắn nướng thì... Ô ô ô. Sao vừa nãy lúc đầu anh hỏi nó ăn rắn chưa, nó kêu là em chưa ăn bao giờ, bây giờ lại ăn vài lần rồi. Em vẫn có video đấy, anh hỏi là em ăn rắn nướng chưa. Chưa, rắn thì em ăn rồi. Thế thì chắc anh lại nhớ nhầm rồi. Ăn con nào cũng ngon đấy. À đây, anh thử ăn cái con rắn mỏng đi. Châu châu ý. Rắn mỏng, biết là chỗ mọi người gọi là con rắn gì, nhưng mà chỗ mình cái con rắn mà đen đen nhỏ nhỏ ấy, người ta sẽ gọi là con rắn mồng các con ạ. Hoặc là rắn mỏng. Con rắn này nhiều thịt lắm. Quyền ấy. Anh cũng quen vứt vứt ra các bạn. Anh bỏ xương à. Thử ra chứ. Ừ, bạn này dạ, dạ man đấy. Dài lắm anh ạ. Đấy. Ừ. Ừ. Dồi, có nghề ở khác rồi. Nó cứ tuột tuột tuột. Lúc về nhà buôn rắn. Mình vào gặp mọi người nhá. Vui đây, phật thưởng cho anh em nào. Nguyên cả cái táo luôn. Cái thịt này của nó nhìn ngon nhỉ. Đó, ở đây. Thời sợi luôn. Xé ra đây. Trắng. Đó. Nhìn đây như là thịt trong góc bếp anh nhỉ. Đây. Thịt nó thịt rắn ấy, rất là dai con ạ. Nó đi theo sợi luôn. Nhất là cái da này của nó này. Con này anh thấy khác phải cùng này. Nhìn thấy khác không? Ui. Nhìn đó. Đây là rắn mồng. Con này béo. Có thể nó ngắn hơn mấy con rắn nước này. Nhưng mà nhìn cái thịt khi mà nướng xong mà ngon thánh. Ngon. Nhìn nó rất là khác. Con này chắc là phải nhai cả xương tạm đỏ.
Thịt rắn này ăn nó kiểu nó dai dai một chút, nhai xong bắt đầu nó có vị gì đấy ngọt ngọt, nó xuất hiện ở trong miệng nghe không nào, bắt đầu lương ấy chín bùi bùi mà nó bùi vãi trưởng luôn, nó kiểu có một cái vị mùi mùi nên là mọi người ai mà có bắt được mấy con rắn nước ấy thì các bạn lên làm thịt các bạn ạ, chứ đừng sợ nó, bởi vì mấy con không có độc mà ăn lại rất là ngon. Nhưng mà vẫn nên là tránh cái mũi cắn của nó. Cắn ngứa thôi. Cứ đeo băng dính đến đây sẽ ai cắn được. Đây là các bạn này, Cương bảo là đây là người yêu cũ nên là lúc nãy là phải dán băng dính quấn tay lại. Bịt kín rồi. Người yêu cũ môi hơi thâm. Để tránh cắn, không cắn người yêu cũ à. Để tránh ghét đi. Nhìn ngứa mắt quá. Người yêu cũ ai ghét. Cày quá. Ăn đây này. Ăn con rắn này. Ngon cực kém thử nào. Ngon hơn miếng rắn này. Ngon cực kém lại. Thơm vậy. Cho em xin một đoạn con đấy nhá. Đây, con này em nhặt nhai cả xương luôn. Ăn miếng. Còn thơm. Vị khác con kia nhỉ? Nhưng mà xương nó nhai một phát phát luôn. Để nó ăn giống con cá gì nhỉ? Nhìn kiểu như ăn kiểu như cắm cá mực ấy. Mực khô à? Anh chỉ ra. Ai một lúc sau nó cũng ngọt 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 đấy. Thế thì anh em mình đi tìm con đấy nhiều hơn. Nhưng mà mỗi tội bắt được mỗi con. Có con rắn mồng ấy, thì nó hay sống ở mấy chỗ ao bèo bèo lâu lắm ấy các bạn ạ. Kiếm được mấy con rắn to quá. Đây làm chả rắn, làm dồi rắn. Dây dài cũng rồi. Lẩu rắn. Tối nay trời mà có mưa mưa anh mình lại đi bắt tiếp. Như em phải là người bắt đấy nhá. Hôm qua em bắt con to nhất đây. Soi thấy con rắn nó chạy 30 mét. Nhưng mà hôm nay thời tiết nó kiểu mưa mưa kiểu ảnh hưởng các bạn ạ. Nó lạnh lạnh một chút, anh em làm một chút đồ nướng. Đặc biệt là cái món rắn này như mình tự bắt được ấy. Bên là kiểu rắn đồng ấy, nó rất là sạch. Không như kiểu rắn ở gần nhà ăn toàn những thứ rác rưởi rất là bẩn. Thế là anh chị mình không thể bỏ lỡ một buổi mà có thể nướng được gọi là một đàn rắn như này. Và anh chị mình thì đã thưởng thức xong cái món rắn nướng một đàn này rồi thì chắc là anh chị mình xin phép là dựng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này có như mình hay thì các bạn tiếp một lần like, một lần chia sẻ video đúng không anh chị mình nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.